Mày đem cho để rồi anh nó khoái lắm. Nhìn nhìn nhìn. Rồi bữa nay có mua cá lóc nha mọi người ơi. À, bắt lên rồi, đẩy rửa đi. Bỏ vô thùng kia thùng bự á, thùng đầy đó. Rồi chị chọn chị rửa cá lóc nè, đưa cá lóc coi đây. Còn chổng còn rồi đó. Hai con luôn. Wow. Chọn sáu lượng cá. Thôi. Chị chọn sổ hang lóc rồi nha. Lại ghim xuống nha mọi người ơi. Ghim xuống đi, ghim lỗ đi rồi. Sâu chút. Dính không? Rồi đó. Nướng cá lóc. Ok. Chắc củi lên nha, đốt một cá nha. Đầu nhúm lửa nha mọi người ơi. Lửa nè. Chị chọn nhúm lửa. Đốt lửa lên, đốt lửa lên. Ừ nãy giờ mới cháy nha mọi người, cháy quá trời cháy luôn. Này chắc có nửa tiếng. Mọi người nha. Chào mấy chị nha. Chín rồi mấy chị ơi. Được rồi. Hai con cá lóc nha mấy chị ơi. Hai lóc chà bá luôn. Ổng gà không có lên sống cho mọi người ơi. À, nướng chín nè. Dễ nha mọi người, cầm cầm trái à. Ăn các bạn nhỏ xíu. Wow, đó à, cầm dĩa mắm 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 mắm. Cầm mình luôn đi. Ừ. Cầm ra ngoài luôn đi, nó dễ ra đi. Ăn không nha mọi người ơi, chín nữa nè, quá trời ngon luôn. Rồi dứt nè, ăn nè, mời mấy chị ăn nè nha. Mời chị ăn miếng thịt cá lóc cá trắng phao đây. Ngon quá, ngọt quá trời ngọt. Này có bún nữa mấy ngon. Thôi ăn gì chấm mè là mệt vừa ăn mấy chị à. Mời tới luôn cũng rồi. Con cá này cũng hơi dài không? Nó nuôi mà nó vẫn dài. Có mắm, bá chảy luôn. Đèn thui ăn đắng nhất. Con cá mà nướng là hoàn là nó không chín nha. Không chín. Mỗi lửa đều không được chín. Đốt lại. Chín không? Bây đây ha, chín hết rồi. Ngọt. Quá ngon. Mè hả? Đúng mè. Ăn không luôn, no luôn. Mỗi lần ăn cơm. Cá này tiếng mấy? Hai con, nhăn hổ luôn. Dạ yeah. Lập về luôn, kho mắm, bá chỉ. Đấy, hết không ạ? Ở chơi cũng có sườn, nhấp đi. Dạ, đắng không? Ngon. Đâu đắng lấy gì. Nhắn nhặn. Mày đem cho ông để rồi anh nó khoái lắm. Nhìn 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 nhìn. Mời mọi người ăn cái xương con cá. Nguyên cái xương dài thèn. Để ông để dành cho ông để. Thôi cho ông để nha.
luộc lóc bằng được, ăn luộc lóc đi. Thôi. Thôi. Thôi nó ngát. Đâu có ăn cái mỡ đi. Để luộc cái lóc mà chê. Ngát. Ba cháy. Trời ơi. Trời trời, mọi người ăn cái luộc cá lóc nè, ăn đi. Thôi. Thôi để cho đệ con đi. Ngát. Để cho đệ, để cho đệ. Cái đống nuôi tại vì nướng mà không có làm, không dám ăn. Ăn bình thường, ăn bình thường. Sao đâu, bắt ba cháy. Ba cháy của chết. Mọi người thấy ấy mình vô ủng hộ nha mọi người ơi. Cái lớp này quá béo. Sao luôn, lớp nuôi mà. Mới chợ tao ăn. Hoàng Phú. Mua giữa mũi quê. Đó. Chỗ thơ thơ để xem đa. Cái lại. Hiếm nó mới gặp. Bán ngập rồi. Bán không. Vậy đêm số mừng. Hả? Thịt như thịt gà. Quá ngon không? Ô lộn nè mấy chị à. Thấy clip mình hay mình cho mình xin một like nha mọi người ơi. Thầy mấy ba.